Thưa quý vị, tàu cá có chiều dài lớn hơn 12 mét, khai thác sa dùng trên vùng biển Kiên Giang đang diễn biến phức tạp. Không chỉ là tàu cá của ngư dân tỉnh nhà, mà còn có các tàu cá của ngư dân ngoài tỉnh vào khai thác trái phép, ghi nhận của phóng viên tại quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải. Theo ghi nhận vào đầu tháng 4 vừa qua, tàu kiểm ngư KN641KG phát hiện tàu cá Khánh Hòa mang biển kiểm soát KH99063TS do thuyền trưởng kiêm chủ tàu Trần Văn Trọng, ngụ huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa điều khiển, đang hoạt động khai thác hải sản khu vực gian bờ thuộc quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Lực lượng kiểm ngư xác định tàu cá này hoạt động đánh bắt sa dùng. Lực lượng đã cử cán bộ sang tàu cá để hướng dẫn phương tiện di chuyển về khu vực cảng Nam Du, huyện Kiên Hải để kiểm tra. Qua kiểm tra tàu KH99063TS hành nghề lưới dây cá cơm, có kích thước chiều dài tàu 14,3 m. Theo quy định, tàu cá này chỉ được khai thác ở vùng lộng, không được khai thác ở vùng biển gian bờ và vùng khơi. Về thủ tục hành chính, tàu có đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện và hành nghề khai thác thủy sản. Tuy nhiên, hành vi khai thác ở vùng gian bờ là vi phạm luật thủy sản. Các bộ kiểm ngư tỉnh Kiên Giang đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ tàu cá Trần Văn Trọng, căn cứ vào hành vi đánh bắt hải sản sai dùng và kích thước tàu cá có chiều dài từ 12 đến 15 mét, chủ tàu sẽ bị phạt với số tiền từ 15 đến 20 triệu đồng. Qua kiểm tra thì tàu cá của anh đã có đầy đủ những về thủ tục hành chính. Tuy nhiên về cái là sai về cái hoạt động khai thác thủy sản, cái hành vi của anh là sai về thứ nhất là sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 đến dưới 15 mét khai thác thủy sản tại vùng gian bờ quần đảo Nam Du, là mức phạt 15 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, còn đối với hành vi này còn áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước chứng chỉ thuyền trưởng của anh là từ 1 đến 6 tháng. Sau khi lập hồ sơ vi phạm, đoàn kiểm tra chống khai thác IUU sẽ chuyển hồ sơ về thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang tiếp nhận ra quyết định xử phạt. Theo khai nhận của chủ tàu Trần Văn Trọng, anh cùng với 12 thuyền viên khác điều khiển tàu cá mang biển kiểm soát KH99063TS vào hành nghề lưới dây cá cơm ở vùng biển Kiên Giang từ tháng 9 năm 2023 đến nay. Sau khi lập biên bản, cán bộ kiểm ngư đã tuyên truyền phổ biến kiến thức và những quy định của luật thủy sản cho ngư dân, mong muốn mọi ngư dân đều nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện tốt những quy định của pháp luật khi khai thác trên biển.